Sáng ngày 30 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, sau ngày 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cho biết, sau ngày 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển kinh tế, khôi phục sản xuất. Không phải tất cả hoạt động được mở ồ ạt mà thận trọng từng bước có lộ trình, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân là trên hết. Thành phố Hồ Chí Minh đưa cuộc sống của người dân bước sang trạng thái bình thường mới, đảm bảo công ăn việc làm của người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó chăm sóc quản lý F0 dựa vào cộng đồng, đảm bảo 100% các quận huyện, thành phố Thủ Đức có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng, đảm bảo 100% các trạm y tế có oxy y tế và kịp thời cấp cứu cho người mắc COVID-19 đang cách ly tại nhà. Trong công tác điều trị, nghiên cứu thành lập khoa COVID tại các bệnh viện chuyên khoa nhiễm và bệnh viện đa khoa. Người dân khi tham gia lưu thông sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng Y tế Hồ Chí Minh có thể hiện lịch sử tiêm vaccine đến khi ứng dụng BC COVID chính thức đưa vào hoạt động. Người dân thực hiện nghiêm 5K, không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác. Đồng chí Lê Hòa Bình nhấn mạnh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các tỉnh thành Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An để tổ chức xe đưa người dân trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Bên cạnh đó, các phường, xã, thị trấn, quận, huyện phải đánh giá cụ thể và từ đó cho phép mở lại các chợ truyền thống. Riêng chợ tự phát thì nghiêm cấm mở lại. Sau ngày 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạm dừng các hoạt động, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, meeting, lễ hoạt động trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động. Hoạt động kinh doanh dịch vụ như quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, hoạt động bán hàng rong, vé số dạo.